Võ Lâm Ngũ Bá tập thứ 3. Vào một đêm trời tối đen, lại thêm có một trận mưa lớn, mọi người kiên nhẫn núp, đợi trời gần sáng mà cũng chưa thấy gì. Nhiều người chán nản định trở về thì đột nhiên thấy Châu Cẩu Nhi tay cầm cái cuốc ở trên núi đi xuống, nhìn trước nhìn sau không thấy gì lạ. Cậu bé lầm lũi đi vào trong ruộng, giờ cào cây cuốc lên đào. Lúc ấy mọi người mới reo hò ầm ĩ, đổ xô nhau ra vây bắt. Châu Cẩu Nhi biết mắc vào bẫy của xóm làng, liền vứt bỏ cái cuốc cắm đầu bỏ chạy. Dân làng đâu có chịu bỏ, họ hô nhau đuổi theo. Châu Cẩu Nhi thoăn thoắt cắm đầu chạy trốn. Khi đến gần hang Bách Cầm thì bị dây thòng lọng của bọn người săn bắt thú rừng tung dây bắt được. Nếu không có Vương Trùng Dương cứu thoát, ắt đã bị dân làng giết chết rồi. Vương Trùng Dương nghe hết đầu đuôi câu chuyện, bèn quay lại nhìn Châu Cẩu Nhi nói rằng: nếu người ta đã không ưa mày thì mày đi nơi khác, sao lại phá phách mùa màng giết hại gia súc như thế này, có khác chi phường đạo tặc? Rồi chàng quay lại ôn tồn nói với dân làng rằng: à thưa liệt dị, thằng nhỏ này vì không có người dạy bảo nên vì tức giận làm liều. Nếu bây giờ liệt dị có giết đi thì cũng sự đã lỡ rồi. Nay tôi xin đề nghị với các ông, tôi thay mặt nó mà thường sự thiệt hại cho các ông và xin các ông tha tội cho nó. Tôi xin bảo lãnh và khuyên bảo quyết không có để cho nó đến phá hoại các ông nữa. Nói xong, Vương Trùng Dương lấy trong bọc ra một nén vàng đưa cho dân làng. Mọi người bàn tán xôn xao. Sau đó người đại diện cho dân làng mới nói: ê, thiếu hiệp đã có lời bảo chứng, tôi xin tuân theo. Chỉ mong sao thiếu hiệp mạng thằng nhỏ này đi nơi khác để cho chúng tôi yên ổn làm ăn là đủ rồi. Chúng tôi đâu có dám lãnh tiền bồi thường của thiếu hiệp. Vương Trùng Dương tươi cười nói: không sao, xin liệt dị hãy nhận số tiền này để tu bổ lại những nơi bị phá phách. Sự thiệt hại của liệt vị do thằng bé này gây ra cũng không ít, tôi xin góp một chút để đền bù thay cho cái thằng Cẩu Nhi này thôi. Nói xong, chàng tự ấn nén vàng vào trong tay người đại diện của dân làng. Thấy từ chối không được, người đó bèn nhận nén vàng và vòng tay tạ ơn Vương Trùng Dương, rồi nói: cung kính tất như tuần mạng, chúng tôi cứ từ chối quá ra phụ lòng tốt của thiếu hiệp. Vậy tôi xin nhận về để giúp đỡ những gia đình bị thiệt hại. Lúc nào thiếu hiệp có qua tại thôn xin ghé vào chơi, cho chúng tôi được thừa tiếp thì thật là hân hạnh cho chúng tôi biết mấy. Nói xong, người đó lại chỉ tay vào mặt Châu Cẩu Nhi mắng rằng: tiểu tử, mày còn nhỏ tuổi mà đã rắn mắt phá phách gây thiệt hại cho mọi người. Phúc nhà mày lớn lắm nên mới gặp được thiếu gia đây ra tay nghĩa hiệp, nếu không chắc mày sẽ không còn tánh mạng. Cẩu Nhi chẳng những đã không tỏ vẻ gì sợ hãi, còn châu mỏ xì lên một cái. Sợ lại gây ra sự phẫn nộ của mọi người, Vương Trùng Dương bèn gạt cậu bé ra đằng sau rồi quay qua vái chào mọi người nói: thôi xin liệt dị đừng có chấp, vì nó còn nhỏ chưa biết gì, hãy nể mặt tôi mà tha cho nó. Mọi người thấy Vương Trùng Dương nói năng lễ độ, lại thấy chàng bỏ ra một nén vàng để bồi thường thiệt hại. Dân làng nghèo khổ chưa được thấy số vàng nhiều như thế bao giờ, nên họ bảo nhau không thèm gây sự nữa và từ giá Vương Trùng Dương kéo nhau trở về làng. Đợi cho bọn họ đi khuất, lúc đó cậu bé mới tới trước mặt Vương Trùng Dương quỳ xuống cúi đầu lại tạ và nói: may nhờ có thiếu hiệp ra tay giải cứu, nếu không ác tính mạng của tôi không còn. Ân nhân thật là người tốt quá, từ nhỏ tới giờ tôi mới được gặp. Hồi nãy tuy bị trận đòn rất đau, nhưng nó không khóc. Bây giờ hai hàng lệ chảy thành dài trên gò má. Vương Trùng Dương cúi xuống kéo nó đứng lên và nói: ê, thôi thôi, khỏi cần lại lục làm gì, mày bị người ta đánh có bị thương không? Châu Cẩu Nhi bỗng lau ngay nước mắt, nhoẻn miệng cười có vẻ thích chí. Nó lắc lắc cái đầu nói: hí, họ đã đánh chúng vào cái nào đâu, những vết xước và áo quần bị rách nát chẳng qua gì á, lúc chạy vỗ vàng dướng phải gai gốc và dấp té ở trong rừng đó chứ. Chẳng những thế, tôi còn chọi đá trúng mấy người hô cả tráng. Nếu tôi không mãi cúi xuống nhặt đá thì khi nào họ bắt được tôi? Hí, bọn họ đều là những người tàn ác, để đêm nay tôi lẻn về phóng hỏa đốt nhà chúng cho bỏ ghét. Dương Trùng Dương lắc đầu khuyên nhủ:
trong làng có kẻ tốt người xấu, kẻ hiền người ác, chứ đâu phải ai ai cũng đều như mày nói là người xấu. Mấy năm nay mày phá hoại mùa màng như vậy đã quá đáng lắm rồi, bảo sao người ta không thù ghét. Từ nay trở đi mày hãy theo ta, nghe lời ta dặn bảo, không có được làm những điều độc ác như thế nữa. Châu Cẩu Nhi gật đầu tuân theo Vương Trùng Dương, liền dẫn Cẩu Nhi về hang Bách Cầm. Vừa lên tới nơi đã thấy Thanh Hư chân nhân nét mặt giận dữ quát hỏi: "Ê, sao mày không cần à, chuyên cần luyện tập lại bỏ đi chơi?" Vương Trùng Dương sợ hãi lập tức đem đầu đuôi câu chuyện kể lại cho sư phụ nghe. Vừa lúc đó thì Châu Cẩu Nhi cũng vừa trèo lên tới nơi, nó trông thấy Thanh Hư chân nhân thì vội vàng chắp tay cúi đầu chào. Thanh Hư chân nhân chăm chú nhìn nó một lúc, bỗng lấy tay để lên bả vai Châu Cẩu Nhi, khẽ đẩy một cái, thằng bé ngã lông lóc ra xa đến hơn một trượng, nhưng nó đã đứng ngay dậy, tỏ ra hết sức ngạc nhiên, không biết vì lẽ gì. Vương Trùng Dương cũng giật mình kinh sợ, kêu lên một tiếng. Thanh Hư chân nhân thốt nhiên cười ha hả lên, có vẻ thích thú lắm, cười xong mới vuốt râu và nói: tốt lắm, có thể dùng được." Nói xong, Thanh Hư chân nhân nghiêm nét mặt nhìn Cẩu Nhi hỏi: Mày phải nói cho thật à, cho ta biết, có phải mấy năm vừa qua mày đã ở trên núi Tùng Sơn trong chùa Thiếu Lâm chuyên gánh nước phải không?" Châu Cẩu Nhi trợn tròn hai mắt, hết sức ngạc nhiên tự nghĩ: "Có lẽ vị đạo nhân này có phép thuật hay sao mà biết rõ việc gánh nước của ta trong chùa?" Nghĩ như vậy rồi, Châu Cẩu Nhi gật đầu đáp: "Thưa đạo nhân, đúng thế, chẳng hay vì sao đạo nhân lại biết rõ ràng như vậy?" Thanh Hư chân nhân mỉm cười đáp: "Ta thấy mày vừa té đã đứng dậy được ngay, thân hình và tư thế của mày đúng là môn đồ của phái Thiếu Lâm. Chắc cả mấy năm trước đây mày bị dân làng lùng bắt quá, không có chỗ trốn nên mới chạy đến Thiên Thất Sơn nương nhờ ở Thiếu Lâm tự. Ở đó họ bắt mày hàng ngày phải ra công gánh nước, có đúng không?" Châu Cẩu Nhi lại thêm kinh ngạc, cúi xuống lại và đáp: "Đạo nhân phải là một người thần tiên mới biết rõ như thế, thật là đúng quá. 3 năm về trước con bị dân làng lùng bắt ráo riết nên mới chạy vào núi tới chùa Thiếu Lâm. Phần vì đói phần vì mệt nên con ngồi nghỉ ở trước chùa. Lúc ấy con vị hòa thượng đi qua bắt gặp, hỏi rõ căn nguyên rồi cho con vào ở trong bếp. Bắt đầu từ đó con ở đó gánh nước, 2 thùng nước rất là nặng, con cũng ráng hết sức chịu đựng được 3 năm, đến nay thì không chịu nổi nữa nên mới trốn đi." Dương Trùng Dương lúc đó mới rõ nguyên nhân sự vắng mặt của 3 năm mà Châu Cẩu Nhi do dân làng kể lại. Thanh Hư chân nhân lắc đầu vừa cười vừa nói: "Đó là vì mày không có biết rõ, đôi thùng nước ở trong đó để sắc nặn dần lên, ấy là luyện tập võ công đó. Như thế thì mày nay đã có căn bản rồi, ta muốn thu mày làm đồ đệ, mày có bằng lòng không?" Châu Cẩu Nhi mừng rỡ vô cùng, cúi xuống vập đầu lại tạ Thanh Hư chân nhân, xong rồi quay sang lại tạ Vương Trùng Dương gọi là sư huynh. Thanh Hư chân nhân hỏi: "Ê, đồ đệ, chẳng hay tên con là gì?" Châu Cẩu Nhi đáp: "Mọi người ai ai cũng gọi con là Châu Cẩu Nhi, xin sư phụ cứ gọi con là Cẩu Nhi là được rồi." Thanh Hư chân nhân phì cười nói: "Ê, không được, Cẩu Nhi là tên một con thú vật, để ta đặt pháp danh cho đồ đệ." Thanh Hư chân nhân suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Đồ đệ không có anh em, lại có duyên gặp ta, vậy từ nay ta đổi tên con gọi là Châu Ba Thông." Châu Cẩu Nhi hết sức vui mừng cúi đầu lại ơn, và từ đó không dùng tên Cẩu Nhi nữa. Lúc bây giờ họ Vương hơn 30 tuổi, lớn hơn Bá Thông 16 tuổi. Thanh Hư chân nhân dẫn 2 người về hang Bách Cầm và Vương Trùng Dương bắt đầu truyền dạy môn phái Toàn Chân. Thời gian thấm thoát đã được 3 năm, Thanh Hư chân nhân gọi Vương Trùng Dương lại và nói: "Đồ đệ, từ khi rời khỏi huyện Trần Lưu tới nay đã được 15 năm trời, ta cũng đã mang hết công phu của phái Toàn Chân truyền dạy cho con. Lòng ta chỉ ước nguyện sau này con sẽ trở thành một cao đồ của phái Toàn Chân. Con là đồ đệ thứ nhất của ta, sau này con có bổn phận và trách nhiệm làm giáo chủ của phái Toàn Chân. Đến nay con xa nhà đã quá lâu, vậy mai ta cho con trở về thăm gia đình."
Phương Trùng Dương xa nhà cũng khá lâu sau tránh khỏi tưởng nhớ đến song thân, nhưng đã lâu ngày sống gần sư phụ và sư đệ, nay phải chia tay thì không sao tránh khỏi sự ngậm ngùi, luyến tiếc. Chù Ba Thông nghe thấy vậy thì hòa lên khóc như muốn giữ Vương Trùng Dương ở lại. Thanh Hư Chân Nhân nghiêm sắc mặt nói, không được, sư huynh con xa nhà đã quá lâu rồi, để anh con về kẻo lỗi đạo làm con. Sau khi về thăm nhà, sư huynh con sẽ trở lại đây chứ có bỏ đi mất đâu mà con khóc lóc. Đạo nhân quay sang nhìn Vương Trùng Dương, con à, về thăm nhà, 3 năm nữa con phải đến Tùng Sơn này một lần để cho ta rõ tình hình mọi việc. Vương Trùng Dương nhất nhất vâng theo lời thầy dạy. Sáng hôm sau mặt trời chưa mọc, màn đêm còn bao phủ khắp nơi nơi. Trùng Dương đã thu xếp xong hành trang, chuẩn bị sẵn sàng để lên đường. Thanh Hư Chân Nhân căn dặn đồ đệ mọi điều cần thiết. Trùng Dương nhất nhất tuân theo, rồi lại sụp sư phụ giả từ xuống núi, nhắm thẳng huyện Trần Lưu, dông sủi, không cho Chu Bá Thông hay biết. Vương Trùng Dương xuống núi liền theo con đường đi đằng phong để trở về viện Trần Lưu. Chàng tự suy nghĩ, thế nào ta cũng đi ngang qua Thiếu Thất Phong, nhưng thể nay ta cũng nên xem cho biết Thiếu Lâm Tự. Đã mấy năm qua Trùng Dương vẫn canh cánh bên lòng là vì thấy sư phụ chàng có vẻ thờ ơ với phái Thiếu Lâm. Không những thế, trong lúc luyện tập võ nghệ cho hai sư huynh, chàng vẫn thường hay chỉ trích cách đào tạo môn đồ của Thiếu Lâm không được thận trọng và tiến bộ rất chậm, khiến cho chàng càng náo nức muốn đến tận nơi cho tường hư thực. Bởi thế chàng nhất quyết phải ghé vào Thiếu Lâm Tự cho thỏa tính tò mò. Từ núi Thái Thất đến núi Thiếu Thất chỉ có cách một ngọn núi. Đi chẳng bao lâu đã thấy xa xa có mấy ngọn thanh thạch tháp nhô lên, chung quanh có mấy ngôi chùa cổ siêu xanh bao phủ ở dưới những cành cây cổ thụ, cành lá xum xuê. Trùng Dương đoán thầm, hề, chắc đây là thiên hạ đệ nhất danh môn Thiếu Lâm Tự. Những cây tháp thanh thạch là nơi chôn cất các hài cốt của các vị cao tăng trong phái Thiếu Lâm sau khi đã biên tịch. Hồi thứ hai, Thạch Phi Xà hạ nhục Thiếu Lâm. Trùng Dương đã quyết chí vào thăm Thiếu Lâm Tự nên thay vì đi xuống núi, chàng lại nhắm thẳng ngọn núi leo lên. Gần tới Thiếu Lâm Tự, bỗng chàng nghe thấy hình như có tiếng đống củi ở gần đây. Chàng ngạc nhiên tự nghĩ, lạ thật ha, đây là chốn thâm nghiêm, sao lại có kẻ cả gan tới đây mà đống củi, ta phải tới nơi xem cho biết. Nghĩ đoạn chàng dùng thuật khinh công tung mình nhảy lên cây, thoát chuyển qua cây này sang cây khác nhẹ nhàng như con bướm, tuyệt nhiên không nghe qua một tiếng động. Khi tới nơi ở trên cao nhìn xuống, Trùng Dương bỗng mỉm nụ cười, à, thì ra không phải là đống củi mà họ đang luyện công. Chàng thấy hai thanh niên trạc tuổi 24-25, mặc áo võ sinh, chân mang giày buộc rất chắc chắn, mặt mày xanh lét, mình dáng ốm o, đứng dưới gốc một cây cổ thụ, một tả một hữu đang dùng cạnh bàn tay đánh mạnh vào thân cây như người đống củi. Chàng tự nghĩ, à, chắc là họ đang luyện môn thất thiệt thủ à. Hai chàng thanh niên chẳng nói chẳng rằng cứ dùng bàn tay chém mạnh vào thân cây liên tiếp, những tiếng lốp bốp đều đều nổi lên và cây vỡ ra, trừ thân cây trắng toát. Thì ra tiếng đống cây là thế, coi tuổi của hai người mà bản lãnh như vậy thì công phu luyện tập của họ không phải là ít. Hai thanh niên chém liên tiếp vào thân cây mấy chục nhát, mặt đã đỏ bừng, hơi thở chẳng điều hòa. Thanh niên đứng bên trái mặt vàng như nghệ, ngừng tay lau mồ hôi chảy trên trán, vừa lau vừa nói, ôi chết rồi, lần trước chúng ta bao tay bằng một lớp vải, một lớp sắt tập luôn 9 tháng mới chém nổi cây, tới bây giờ tay không ta đã luyện 3 tháng trời mà thân cây chẳng hề hấn gì. Còn có 5 ngày nữa Đạt Ma trưởng lão tới giờ xem xét võ công, chắc thế nào chúng ta cũng bị quở phạt. Chàng mặt đen có vẻ buồn rầu, thở dài một tiếng chẳng nói năng gì. Bỗng ở trong rừng có tiếng cười ha hả, tiếng cười có vẻ ngạo nghễ vang lên. Hai chàng thanh niên giật mình quay lại, chỉ thấy một vị hòa thượng mặc áo cà sa màu đen, tài to mặt lớn, đôi mắt sáng quắc, dáng người hùng dũng, ngang lưng thắt một dải vây vậy cái dây lưng màu xanh, mang theo một đôi uyên ương thiết đảm, từ trong rừng bước ra.
Hai thanh niên kia thấy vị hòa thượng này thì có vẻ sợ hãi, chẳng khác gì con chuột thấy con mèo. Cả hai người thối lui lại mấy bước, vùng cung kính cúi đầu chào. Vị hòa thượng nọ tỏ ra rất kiêu ngạo, hừ lên một tiếng, nghiêm nghị nhìn hai người. Ê, chư đại chư nhị, hai đứa chúng mày đến đây thụ võ sư tổ đã được 3 năm, sao mà tài nghệ vẫn kém cỏi như thế? Hai gã họ Chu cuống quýt cúi đầu xuống nói: Thật là chúng tôi ngu quá, nên cũng hết sức luyện tập mà không sao thành công được, kính mong đại sư chỉ giáo thêm cho. Hòa thượng nọ cười to lên, có vẻ thích thú, dường dường tự đắc nói: Hãy người hãy lui ra xa, để bản sư thi thố một chút tài mọn cho mà xem. Hai người họ Chư tránh xa gốc mấy thước, bị hòa thượng kia bèn xăn tay áo, vận nội công bắp thịt nổi lên cuồn cuộn, nhắm thân cây phóng ra một quyền. Chỉ nghe một tiếng bình, thân cây vỡ ra một mảnh khá lớn bằng cái chậu sâu vào tới 3 tấc. Hai anh em họ Chư lắc đầu le lưỡi quá khiếp sợ cho thần lực của hòa thượng. Vị hòa thượng vừa dùng thần công đại lực thiên can của Thiếu Lâm đó, họ ấn tên quan cai quản La Hán đường trong Thiếu Lâm tự. Sau khi biểu diễn võ công cho hai anh em họ Chư hết sức khen ngợi thì lấy làm vừa ý lắm, nói to: Ê, đó là ta chỉ mới ra ngoài một phần nào thôi, chứ Thiếu Lâm tự mà có những tên đồ đệ ngu ngốc như các ngươi thì thiệt là uổng quá. Vừa nói tới đó, đã nghe thấy tiếng cười khanh khách tiếp theo, một giọng nói vang lên: Ê, không phải những người này ngu, mà chỉ có những người dạy tầm thường thôi. Tiếng nói chẳng phải của ai xa lạ, chính là Trùng Dương. Nguyên chàng vẫn ở trên cao trông xuống nhất cử nhất động của mọi người, chàng đều thấy rõ. Khi trông thấy ấn quan hòa thượng dùng thần công đại lực thiên can thi thố tài nghệ chỉ bằng lúc mới tới Tùng Sơn, vậy mà đương sự đã dương dương tự đắc, coi trời bằng vung, không chịu chỉ bảo đồ đệ tới nơi tới chốn, chỉ dùng những lời mắng nhiếc nhục mạ, thì dằn lòng không nổi nên buộc miệng nói to lên như thế. Đang cần hứng chí không dè bị người chế nhạo, ấn quan hòa thượng cả giận quát to: Ê, súc sinh nào to gan lớn mật dám tới đây buông lời hỗn láo, để bản sư dạy cho một bài học. Quát xong ngước mắt nhìn lên chỗ phát ra tiếng nói đó, thì đã thấy một chàng bạch diện thư sinh xuất hiện ngay trước mặt. Thấy vẻ người nho nhã, không ai ngờ dám buông lời xúc phạm đến thế. Ấn quan chỉ vào mặt chàng thét lớn: Ê, mi ở môn phái nào mà ta chưa biết, chẳng hay thầy mi tên là gì? Nếu là người quen biết thì may ra ta còn để mặt tha cho lời nói liếu láo vừa rồi, nếu không ta quyết không cho ngươi toàn tánh mạng. Trùng Dương thấy ấn quan buông toàn những lời vô lễ, trong lòng đã sớm nổi giận, nhưng chàng cố nén cười lên tiếng trả lời: Đại sư hỏi tên họ của sư phụ tiểu sinh à? Tiếc thay, tại hạ không thể nào nói cho đại sư biết được. Ấn quan hòa thượng nghe nói cả giận, không thèm nói câu nào nữa, trút ngay đôi uyên ương thiết đổm nhắm ngay giữa mặt Trùng Dương công tới. Thứ uyên ương thiết đổm này là một võ khí rất lợi hại của phái Thiếu Lâm, không phải là võ khí mà cũng không phải là ám khí. Nó làm bằng sắt ở giữa rỗng, phóng ra nhanh như tên bắn, có thể xa được 10 trượng. Người nội công cao cường có thể sử dụng một cách hư hư thực thực, khiến đối phương không biết đường nào mà tránh. Nhưng Vương Trùng Dương luyện nội ngoại công phái toàn chân đã đến thời kỳ siêu việt, tai mắt đều hơn người. Thấy ấn quan hòa thượng dùng uyên ương thiết đổm đánh ra, chàng đã biết rồi, chiếc thứ nhất bay ra trước lại hóa đánh sau, còn chiếc đánh sau lại tới trước. Khi đôi uyên ương thiết đổm còn cách xa chàng 7-8 thước, cái thứ nhất bỗng chìm xuống, cái thứ hai lao vút tới ngay như một luồng gió mãnh liệt tới, nhắm sang hai thái dương huyệt của chàng mà đâm thẳng vào. Trùng Dương đã phòng bị sẵn, đợi chiếc thiết đổm nguyên ương thứ hai bay tới tận nơi mới đứng thế cắt mai chỉ, giơ tay bắt ngọn vào lòng bàn tay. Còn chiếc thứ nhất đang chìm ở dưới bỗng nhiên quay ngang lộng phát lên, như có một bàn tay vô hình điều khiển nhằm ngay quan nguyên huyệt của Trùng Dương. Chàng lại đưa tay mặt ra bắt lấy rồi ném trả lại cho ấn quan hòa thượng và nói: Đây, trả lại cho ngươi đó. Vừa dứt lời, đôi thiết đổm nguyên ương đã bay vụt ra sức mạnh kinh hồn, chỉ nghe đánh vụt một cái đã lao thẳng vào người ấn quan lè như chớp nhoáng. Không còn hồn vía, ấn quan vội lẫn ngay vào gốc cây tránh né.
đôi thiết đổm quyên ương trúng vào thân cây vỡ một mảnh khá lớn. Đó là Trùng Dương đã biến ở thế kiếm thần long bái vĩ mà ra. Hai anh em họ Chư bổ tay cổ võ. Ân Hoàng cả giận thét lớn một tiếng, nhảy vọt tới sát Trùng Dương, vung tay quyền bóng cực kỳ lợi hại của Thiếu Lâm là La Hán quyền thiết hạ, quyết hạ cho bằng được đối thủ mới nghe. Chỉ thấy một trận cuồng phong phát ra, nhắm thẳng vào mặt Trùng Dương bay tới, sức mạnh có thể xô thành bạc núi. Nhận thấy chưa chi mà Ấn Quang đã hạ độc thủ, Trùng Dương cả giận định quay ra tay đối phó, nhưng chợt nghĩ lại, nếu ta ở trước cửa Thiếu Lâm mà tự đánh với Ấn Quang, theo lực lệ của giới giang hồ, mình có một lỗ rất lớn. Chẳng khác gì mình đi miệt thị một phái võ hữu danh trong giới võ lâm. Hai nữa, mình mới ra khỏi Trung Sơn đã gây thù kết quán với Thiếu Lâm, thì tránh sao khỏi sự quả mắng của sư phụ. Nghĩ tới đó, chàng cố nhẫn nhịn vội dùng thế đảo kỳ long, một chiêu thức đặc dị trong võ đan trường quyền, chỉ kẻ lắc mình đã tránh thoát. Quyền phong của Ấn Quang thật sự quá ư lợi hại, đánh trượt Trùng Dương trúng vào một thân cây, chỉ nghe đánh trầm một tiếng, thân cây vỡ một mảnh to, lá rụng rào rào. Ấn Quang định thần nhìn kỹ, thấy Trùng Dương bỏ chạy đã khá xa. Ấn Quang biết đâu chàng vì không muốn gây sự nên mới bỏ đi, lại tưởng chàng sợ võ công của mình mà bỏ chạy nên không chịu bỏ, phóng mình đuổi theo quát lớn. Ê, Bần Tăng đã biết ngươi là cao thủ phái võ đan nên mới dùng lời miệt thị bản môn, ngươi hãy dừng lại cùng ta giao đấu vài trăm hiệp cho rõ tài cao thấp. Trùng Dương vì không muốn đấu với y nên quay lại đáp, ôi tại hạ chịu thua, đại sư đã là người tu hành sâu hãy còn hiếu sát lắm nhỉ. Nói xong chàng quay đầu bỏ đi, thì Ấn Quang đã dùng ngay thế kim cương đảng tán nhằm bả vai chàng công tới. Chàng đứng nguyên không tránh, ngón tay của Ấn Quang trúng vào bả vai chàng, y cảm thấy tay mình như đánh vào chỗ đóng bông gòn mềm nhũn thì kinh ngạc vô cùng, vội kéo tay về thì Trùng Dương đã bỏ chạy xa đến hơn ngoài hai trượng. Khi nào Ấn Quang lại chịu bỏ, y dùng khinh công phóng mình lên nhanh như gió đuổi theo. Gần tới Trùng Dương, Ấn Quang dùng luôn thế ngũ đinh dục thạch nhằm đỉnh đầu của chàng mà bổ tới. Thoáng nghe hơi gió, Trùng Dương biết lão ác tăng đánh trộm nên chàng chỉ hơi nhòi mình lên một chút đã tránh khỏi độc thế của y. Đánh trượt đối thủ, Ấn Quang lão đảo suýt ngã, rất may cho y vì cũng là tay võ thực cao cường, khinh công cũng vào hạng khá nên lấy lại được thăng bằng. Chẳng những thế lại còn tung người lên sử dụng thế bạch hạc đạp tiết, dùng cả hai gót chân đánh xuống lưng Trùng Dương, sức mạnh có ngàn cân lực. Hai gót chân của Ấn Quang có thể đập tan được đá, đánh gãy được cây. Không dễ Trùng Dương đã luyện tập võ công tới bậc thượng thừa, muốn cương thì cương, muốn nhu thì nhu. Chàng muốn cho Ấn Quang khiếp sợ một phen nên chẳng những không cần né tránh, lại còn giơ lưng ra hứng đỡ hai gót chân của y. Đình nình phen này thế nào Trùng Dương không dập mật thì cũng gãy lưng, không dễ hai gót chân đánh xuống như trúng phải một tấm sắt, dội ngược lên tê buốt hai bàn chân, ngã lộn xuống đất không còn hồn vía. Ấn Quang vội quật chân xuống thành thế cá chép vượt đăng, vùng đứng lên trận tròn như tia mắt nhìn Trùng Dương bằng nét mặt vừa căm hờn vừa sợ hãi. Trên chốn giang hồ đã đụng độ nhiều lần với cao thủ, chưa bao giờ Ấn Quang lại gặp một tay ghê gớm như vậy. Chưa kịp có phản ứng gì thì đã thấy Trùng Dương cất tiếng cười ha hả. Lão sư đùa giỡn cũng đã nhiều rồi, tạ hạ xin đáp lễ. Nói vừa dứt lời, chàng dùng tay áo phẩy nhẹ một cái, tức thì phát ra một trận cuồng phong dữ dội. Ấn Quang cả kinh vội dẫn nội công toàn thân cứng như thép nguội xuống tấn để chống đỡ luồng gió ác liệt này, thế mà vẫn bị gió đánh vào người rát như phải bỏng, văng đi xa hơn một trượng. Cây cối chung quanh rào rào răng rắc như một trận bão lớn thổi tới. Nhờ Trùng Dương không muốn quyết liệt nên chỉ dùng có ba thành công lực, nếu không thì Ấn Quang còn gì là tánh mạng. Khi lão tăng đứng dậy được thì chỉ còn nghe tiếng cười ha hả vang lên cùng tiếng giả từ hẹn ngày tái ngộ từ đằng xa đưa lại, và thấy thấp thoáng tà áo thư sinh. Chỉ chớp mắt đã không thấy đâu nữa, vừa sợ vừa tức lại thêm xấu hổ, Ấn Quang lủi thủi trở về chùa thực lại cho mọi người cùng nghe, và tả kỹ hình dung của Trùng Dương cho mọi người ghi nhớ, sau này còn gây ra biết bao nhiêu chuyện rắc rối khác. Còn Trùng Dương ra khỏi Tung Sơn thì tự nghĩ, Thiếu Lâm tự tuy danh tiếng đã lâu mà võ công không có người truyền nổi, bị thay quá nhiều.
nên chàng không muốn đến Thiếu Lâm nữa. Trước hết chàng đến huyện Đăng Phong rồi đến Khai Phong, từ Đông vào Tề Lỗ, dạo chơi khắp các tỉnh Bắc Phương suốt 3 năm trường, rồi mới trở lại Tùng Sơn theo đúng lời căn dặn của Thanh Hư chân nhân. Sau khi làm lễ vấn an, Trùng Dương đem những điều mắt thấy tai nghe thuật lại cho sư phụ biết. Thanh Hư chân nhân rất lấy làm vui lòng. Còn Chu Bá Thông gặp lại sư huynh, mừng hớn hở, hỏi hết chuyện này sang chuyện kia không cút lúc nào rời Trùng Dương ra một bước. Thấm thoát đã hơn 3 tháng, Vương Trùng Dương ở lại núi Bách Cầm. Chàng lại thu xếp hành trang để sửa soạn đến các tỉnh phía nam du lịch. Trước ngày chia tay, đêm hôm đó anh em trò chuyện to nhỏ, lưu luyến chẳng cùng. Bỗng Chu Bá Thông như sực nhớ ra điều gì, vội cất tiếng hỏi. Hey, sư huynh à, 3 năm về trước lúc sư huynh mới hạ sơn, sư huynh có giao đấu với một hòa thượng của phái Thiếu Lâm, đúng không? Vương Trùng Dương kinh ngạc. Tại sao sư để lại biết? Chu Bá Thông lại nói, sư phụ còn chưa nói cho anh nghe hay sao? Lúc anh mới hạ sơn được mười mấy ngày thì có hai vị hòa thượng tới đây tự giới thiệu là người cai trị kinh đường của Thiếu Lâm tự, muốn gặp mặt sư phụ. Tiểu đệ dẫn hai hòa thượng đó gặp thầy. Tiểu đệ nghe thấy một người hỏi sư phụ, mấy năm nay có người nào của phái Võ Đăng hình dung thư sinh mà võ thực rất cao cường không? Và họ cho biết vì có một vị thí chủ tọa La Hán Đường cũng bị chàng thư sinh đó đánh. Thầy biết chắc là sư huynh rồi nhưng thầy không có nói. Chẳng hay lúc đó sư huynh dùng thế võ gì mà hạ được lão hòa thượng thủ tọa La Hán Đường, là người rất có danh trong Thiếu Lâm tự vậy? Lúc đó Chu Bá Thông mới 17 tuổi nhưng tính vẫn ham chơi và hiếu động. Vương Trùng Dương nghiêm nghị nói, sư đệ, mình học võ không phải để ý tranh tài cao thấp hơn thua, mục đích là để cứu người hèn yếu và bị hạ hiếp, giúp nước phò nguy, định an xã tắc. Bữa đó phải giao đấu với người của Thiếu Lâm tự là dạng sự bất đắc dĩ mà thôi, sao lại có thể lấy đó làm vinh hạnh được? Chu Bá Thông nghe lời sư huynh giảng dạy thì hết sức kính trọng nên không dám hỏi gì thêm nữa. Sáng hôm sau, Dương Trùng Dương lại từ sư phụ, giáo biệt sư đệ vai mang khăn gói sửa soạn lên đường. Thành Hư chân nhân bảo chàng rằng, còn à, nên từ phía nam Thái Thất Sơn mà xuống, không nên đi về lối Thiếu Thất Sơn. Hiểu rõ ý thầy, Trùng Dương tuân theo, cúi đầu bái tạ thầy. Chu Thông đi theo tiễn đưa đã được một quãng đường khá xa, hai ba lần Trùng Dương nhắc nhủ bảo vệ cực chẳng đã, Chu Bá Thông đành gạt nước mắt chia tay. Vương Trùng Dương trong lòng cũng biết bao nhiêu cảm động ngậm ngùi, hẹn câu tái ngộ. Chu Bá Thông đứng lại nom theo sư huynh cho đến khi khuất dạng trong đám cây cối mới quay chịu trở về núi. Vương Trùng Dương tuân theo lời dặn của sư phụ, nhắm thẳng phía nam Thái Thất Sơn đi mãi. Khi tới một cái cầu đá dài hơn trăm trượng đi thẳng xuống núi, Trùng Dương bèn dùng thuật phi hành, chân không chạm đất, người nhẹ như tên, lao mình đi vùng vụt. Mới tới cửa cầu bỗng thấy một người nhảy vụt ra tới trước ngăn lại. Trùng Dương giật mình định bộ nhẫn, nhìn kỹ thì nhận ra là một vị hòa thượng hao hao giống Ấn Quang mà 3 năm về trước đã có lần chàng gặp gỡ. Chàng chưa hiểu ra sao thì đã thấy hòa thượng đó cất tiếng rỗng rãng. A Di Đà Phật, bần tăng là Ấn Trần, xin hỏi thí chủ có phải là người cao đồ của phái Võ Đăng đấy không? Lúc bây giờ Trùng Dương đã hiểu đến 8-9 phần và chàng đề quyết đây là người của Thiếu Lâm tự đến để trả hận. Bây giờ Trùng Dương mới để ý nhìn vị hòa thượng khác hẳn với Ấn Quang. Ấn Trần hòa thượng mình mặc áo cà sa màu xám, tay cầm cây phất trần, mày thưa mắt sáng, dáng người hùng vĩ. Mới thoáng trông qua chàng cũng nhận ngay thấy đây là một người có bản lãnh cao cường. Biết thế nào cũng có chuyện chẳng hay xảy ra, nhưng Trùng Dương không hề có một chút gì sợ hãi. Chàng bình tĩnh chắp tay thi lễ. Thưa lão sư, tại hạ họ Vương tên Nhàn, chỉ học được một chút thuật phi hành để đi đây đi đó, chứ không phải là đồ đệ của phái Võ Đăng. Hôm nay nhân đến Tùng Sơn thăm bạn, lúc ra về sợ trời tối nên phải dùng thuật phi hành, xin lão sư chớ có cười. Ấn Trần và Ấn Quang đều là người trông coi La Hán Đường. La Hán Đường của Thiếu Lâm tự gồm có 18 vị La Hán bằng gỗ, ở trong đặt máy móc rất tinh xảo, nguyên là của Đạt Ma sư tổ chế tạo cốt ý để thử môn đồ. Nếu người nào muốn hạ sơn phải đi qua La Hán Đường thoát khỏi 18 vị La Hán thì mới được xuống núi.
Những đại sư cai quản La Hán Đường gồm có 4 người đều là những tài bản lãnh cao cường đã dày công tập luyện. Khi ấy, Ấn Trần Hòa Thượng cất tiếng cười ha hả. Thí chủ trở nên khiêm nhường, xin mời thí chủ hãy quá bộ tới tại am để chúng tôi được thừa tiếp. Nói dứt lời, Ấn Trần dùng cây phất trần nhẹ một cái nhằm ngay mặt Trùng Dương điểm tới. Tuy chỉ một đòn giáo đầu, Ấn Trần không dùng hết sức nhưng uy lực cũng ghê gớm, người tầm thường bị đánh trúng cũng phải văng ra xa hàng mấy trượng. Trùng Dương nhúng mình xuống, nửa thân trên hơi di chuyển và dùng thế di bổ hoàng ảnh giống hệt thế thoát y hoàng ảnh của võ đang né tránh sang một bên tránh thoát. Ấn Trần đại sư thấy quất không trúng thì cả giận, vung cây phất trần dùng luôn cả thế thanh long cuốn vĩ đánh tới. Cây phất trần chẳng khác chi con rồng quẫy đuôi uốn khúc vùng vụt bao phủ khắp mình Trùng Dương. Phần thứ 3 của Võ Lâm Ngũ Bá đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 4.